Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi hoa hướng dương có những cái đường ngân nổi bật như thế này, rất là xinh xắn, đáng yêu và cũng hết sức là dễ móc luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi hoa hướng dương này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm cái chiếc túi hoa hướng dương này nha. Mình sẽ chập đôi lem Mikoton để mà mình móc ha. Mình sẽ phối màu xanh với lại màu vàng. Các bạn có thể là sử dụng màu nâu với màu vàng cũng được nữa. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 4mm. Chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ chập đôi len lại và tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này sẽ tượng trưng cho một mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc tổng cộng ở vòng tròn này là 12 mũi móc kép. Vì vậy là chúng ta sẽ móc thêm 11 mũi móc kép nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đếm cái này là 2 mũi móc kép luôn đi. Rồi mình sẽ móc là 12 mũi nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại. Và chúng ta sẽ định hình lại 3 mũi móc xích đầu tiên nè. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc như thế này ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ở phía trong và đâm kim vào cái nhánh ở phía ngoài. Rồi chúng ta sẽ kéo len qua. Kéo len qua hai cái nhánh này nè. Trượt mũi. Rồi sau khi mà chúng ta trượt mũi xong thì các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Rồi như vậy là chúng ta có được là 12 mũi móc kép cho hàng móc thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai với 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này cũng tượng trưng cho một mũi móc kép. Và chúng ta sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa vào trong cái chân móc này. Vậy là chân móc đầu tiên chúng ta có được 2 mũi móc kép rồi ha. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc tương tự 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi những chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ tương tự như cái hàng móc trước thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào hai cái nhánh ở phía trên của cái mũi móc xích thứ ba, rồi các bạn sẽ kéo cái len qua và chúng ta sẽ tạo một mũi trượt. Rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha và cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại, lộn nó lên, canh chỉnh lại cái form cho nó phẳng ra ha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái len màu vàng để mà chúng ta móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè, cái chân móc mà chúng ta vừa kết hàng đó. Rồi các bạn sẽ chập đôi len màu vàng và kéo cái len màu vàng qua nha. Kéo len màu vàng qua chân móc, móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này tượng trưng cho một mũi móc kép và các bạn sẽ móc theo công thức như sau, nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn ha. Chân đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, một kép rồi tới hai kép nha. Một kép rồi tới hai kép. Cứ móc như thế đến cuối hàng. Gần tới cuối hàng còn lại khoảng 3-4 chân móc, các bạn sẽ nẹp cái cọng màu xanh này vô luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái mũi móc xích thứ 3 nè. Lấy cái này đi cho nó dễ. Và chúng ta chỉ cần đâm kim vô thôi. Rồi các bạn sẽ trượt mũi nha. Nó hơi úp vô, móc lên một mũi móc xích đi. Úp vô thì các bạn sẽ canh chỉnh ngay từ đầu luôn nha. Đó,
Tại vì cái mũi móc của mình á, nhiều khi nó bị khít á, khít cái bắt đầu nó sẽ như vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp hàng móc thứ tư nha. Cuối hàng móc này thì chúng ta có được là 36 chân móc rồi nè. À, hàng đầu tiên là 12, hàng thứ hai là 24, hàng thứ ba 3 nhân cho 12 là 36 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư với 3 mũi móc xích nè. 3 mũi móc xích này mình sẽ tượng trưng cho một mũi ngoặt ngoài đi nha. À, thường mũi ngoặt ngoài là tới 4 lần nhưng mà mình sẽ móc là 3 thôi nha. Rồi bây giờ mỗi một cụm của chúng ta sẽ bao gồm là 3 chân móc. Chân đầu tiên sẽ là một mũi ngoặt ngoài. Chân thứ hai sẽ là hai mũi móc kép cùng một chân. Chân thứ ba sẽ là một mũi móc kép. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ móc nha. Cái này được một mũi ngoặt ngoài rồi. Chân móc thứ hai thì chúng ta sẽ móc là hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi, chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép. Tiếp tục nè, các bạn sẽ móc một cụm như thế này nữa ha. Mũi ngoặt ngoài chúng ta sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái thân mũi móc kép ở phía dưới này nè, móc kép lẻ loi này ha. À, các bạn nhớ là móc kép lẻ loi này, rồi luồn qua cái thân móc kép này, kéo cái len qua bằng với độ cao, bằng với cái độ cao của những cái mũi trước đó nè. Rồi các bạn sẽ kéo len qua hai vòng trước nha. Sau đó còn hai vòng len trên kim nè, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Đây được gọi là một mũi ngoặt ngoài. Kế bên mũi ngoặt ngoài sẽ là hai mũi móc kép. Như vậy thì chúng ta sẽ móc là hai mũi móc kép cùng một chân. Kế bên hai mũi móc kép sẽ là một mũi móc kép. Rồi mình đã xong cái cụm thứ hai rồi nè. Rồi các bạn sẽ móc cụm thứ ba đến hết hàng luôn ha. Thì mỗi hàng chúng ta sẽ có là 12 cụm. Ở đây là mũi móc kép nè, mình làm lại nha. Mũi móc kép ngoặt ngoài đây. Rồi các bạn kéo len qua, kéo bằng độ cao, kéo len qua hai vòng trước, rồi kéo len qua hai vòng còn lại. Chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc kép. Chân bên cạnh sẽ là một mũi móc kép. Rồi móc tương tự như thế đến cuối hàng, còn 9 cụm nữa nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích thứ ba nha. Đây mình làm gì nè cho nó dễ. Rồi kết thúc hàng này thì chúng ta cũng có được là như các bạn 36 cộng 12 sẽ là bằng 48 nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích đi. Rồi bỏ qua một cái chân móc bên đây, bỏ qua chân móc bên cạnh nha. Móc vào chân móc kế tiếp hai mũi móc kép. À, cái chỗ này các bạn sẽ móc cho mình là ở phần nửa cái chân móc ở phía bên trong nha. Nè, còn phía bên ngoài thì chúng ta sẽ ghép với cái mảnh thứ hai để ra chiếc túi nha. Móc hai mũi móc kép cùng một chân. Móc vào cái nhánh bên trong nha, chừa cái nhánh bên ngoài lại. Rồi cái chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ móc vào cái nhánh bên trong hai mũi móc kép cùng một chân. Và chúng ta sẽ trượt mũi nha, trượt mũi vào cái chân móc mũi ngoặt ngoài trước đó, cũng trượt vào nửa cái nhánh ở phía bên trong luôn nha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để chúng ta làm một cái cụm mới tương tự như thế này. Bỏ qua chân móc bên cạnh, móc vào chân móc kế tiếp hai mũi móc kép cùng một chân, móc vào cái nhánh bên trong. Chân kế bên móc vào cái nhánh bên trong hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi đã tới cái mũi ngoặt ngoài trước đó rồi nè, các bạn sẽ trượt mũi vào đây. Rồi tiếp tục móc cái cụm mới và chúng ta sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích đầu tiên á các bạn. Rồi như thế này ha. Rồi các bạn sẽ làm cho mình thêm một cái mặt giống hệt như thế này nữa, giống như đây nè. Rồi còn cái này á, mình sẽ móc cái phần độ rộng của chiếc túi nha. Mình sẽ móc là
một hoặc là hai hàng mũ móc kép tùy theo. Và các bạn cắt len đi. Và chúng ta sẽ kéo cái này xuống. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần hàng mũi móc kép. Và bây giờ chúng ta sẽ móc 36 mũi nha. Rồi chúng ta tính từ cái chân móc này luôn đi. Rồi các bạn sẽ nối len ở chỗ này luôn nè. Nối len ở cái cọng, cái nhánh thừa hồi nãy mình chừa ra đó. Rồi chúng ta sẽ nối cái len này vô. Móc lên 2 mũi móc xích. Rồi móc vào cái chân móc này luôn ha. Một mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khích lại. Rồi cái chân bên đây các bạn cũng sẽ móc một mũi móc kép. Cứ mỗi chân vậy đó. Rồi chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép nha. Đây là cái độ rộng của cái chiếc túi nè. Rồi bên đây chúng ta cũng sẽ móc một mũi móc kép nữa. Các bạn móc tổng cộng cho mình là 36 mũi. Ở đây là được 3 mũi rồi nè. Móc thêm 33 mũi nữa nha. Mình đã móc xong cái hàng mũi móc kép rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Và các bạn sẽ cắt len. Vì chúng ta khâu á thì chúng ta sẽ khâu một cộng thôi ha. Một lát nữa các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái mảnh như thế này đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu hai cái mặt lại với nhau nha. Nè, các bạn sẽ giấu cái cọng len thừa này. Rồi đưa xuống phía dưới luôn. Rồi cắt len. Những cái cọng khác thì các bạn cũng sẽ giấu len như thế này rồi cắt nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt một cái cọng len dài cho mình và xỏ qua cái kim khâu len nha. Và chúng ta sẽ tạo một cái nút ở chỗ này đi. Rồi các bạn sẽ cột nó lại nha. Rồi chúng ta sẽ để cái cọng này nè vô đây một xíu nha. Rồi để nó vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đưa cái kim khâu này lên phía trên. Để cho nó chắc chắn hơn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mảnh bên đây và chúng ta sẽ gáp vô ha. Ngày cứ mỗi chân móc thì chúng ta sẽ làm một cái. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm như thế này. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc còn lại nè. Đây là chân này nha. Cái chân móc hồi nãy mà mình chừa ra đó. Rồi đâm kim lại một lần nữa ở cái chân móc đầu tiên này nha. Rồi các bạn sẽ kéo len. Chân thứ hai chúng ta cũng sẽ đâm kim song song với nhau ha. Cứ mỗi chân thì các bạn sẽ gáp cho mình tới cuối hàng luôn. Rồi các bạn sẽ gáp tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn nha. Và cái chân móc cuối đó, các bạn sẽ làm hai lần cho mình nha. Sau khi mà các bạn làm xong đó, thì chúng ta sẽ khóa nó lại bằng một cái nút thắt nữa này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô phía trong bên đây. Rồi các bạn sẽ đưa ngang qua. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha.
các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra để mà chúng ta làm cái dây quai túi. Rồi chúng ta cũng sẽ chặt đôi cọng len lại ha. Và các bạn sẽ đưa nó vào chính giữa cái thân mũi móc kép này nè. Và các bạn sẽ móc lên cho mình một đoạn dây móc xích bằng với số cm mà các bạn mong muốn ở cái dây quai túi này ha. Đeo chéo cho bé hoặc là người lớn, các bạn cứ ốm thử vừa cái đoạn nào của các bạn thì chúng ta sẽ dừng lại và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã móc được 1 mét rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi qua cái bên phía đối diện ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim và chúng ta sẽ trượt mũi như thế này. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn cái này nè nó được cứng cáp hơn á, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi trượt để mà chúng ta sẽ làm cho cái này nó cứng cáp luôn ha. Rồi các bạn sẽ quay vòng nó lại và chúng ta sử dụng những cái mũi trượt trượt tới cuối hàng bên kia luôn, là nó rất là cứng cáp. Cái này là mình làm 1 mét ha, 100 cm đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng những mũi trượt trượt tới bên phía đối diện nha. Đây các bạn, mình đã móc xong cái phần dây quai túi rồi á, thì ở bên cái đầu tiên á, mình khi mà mình ốm á thì nó chưa có được thẳng, cho nên là mình tháo cái đó ra, mình khâu vô đi cho nó chắc chắn hơn ha. Rồi chỗ này nè, các bạn sẽ luồn cái cọng này qua nè, luồn hết nguyên cả này qua luôn ha. Rồi một lát nữa các bạn sẽ may như vậy cho mình nha. Nè, lấy cái cọng len này nè, các bạn sẽ để ví dụ như ở đây nó có 2 cọng. Rồi sau khi các bạn đã ốm qua lên đây thì chúng ta sẽ luồn cái cọng này nè đó vô phía trong đây luôn nha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển nó qua lại á, để mà nó sẽ dính luôn. Rồi cái cọng kia các bạn sẽ cái cọng còn lại nè, các bạn cũng sẽ làm ở vòng vòng ở chỗ phía dưới này thôi ha, khỏi phải đem lên trên đâu, để thôi nó bị cộm á. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta hoàn thiện được cái phần này nha. Mình đã làm hoàn thiện rồi nè các bạn. Ở cái cuối cùng á, nếu mà chúng ta chưa có thấy cái phần gân nổi này nè, các bạn sẽ dùng tay á kéo cái mũi mặt ngoài này lên nha, ở đây nè, để cho nó hiện cái phần gân nổi cho nó đẹp. Ở hai bên bề mặt á, thì chúng ta sẽ làm y hệt nhau luôn. Bên đây các bạn cũng sẽ kéo cái phần gân nổi lên nha. Đó. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi hoa hướng dương này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi hoa hướng dương này của mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.